Hôm nay mình sẽ làm một ảo thuật. Bạn là cái đứa dị đứng mà không nói tết. Đứng lên cho quay được rồi. Các bạn hãy cùng xem để mình làm cho nha. Đây, không có gì nữa, không có gì nữa. Và bây giờ mình sẽ làm. Đứng lên, đứng lên. Nhà của mình không kêu nữa, có thể cô nhà luôn hệ, cô dư luôn hệ, cô dư luôn hệ. Nếu thấy hay thì hãy like cho mình nha các bạn.